Sau 5 ngày diễn ra vòng sơ khảo đầu tiên của Tiếng Hát Hà Nội, rất nhiều giọng ca tài năng đến từ các tỉnh thành trên khắp cả nước đã tụ hội về thủ đô tranh tài. Với nhiều cá tính âm nhạc khác nhau, các tiết mục đều mang đến những màu sắc rất riêng và đặc biệt. Điều này càng khiến ban giám khảo khó khăn hơn trong việc lựa chọn ra những thí sinh bước tiếp vào vòng trong. Hơn 400 thí sinh với nhiều thể loại nhạc đa dạng đã đem đến các tiết mục trình diễn độc đáo, thú vị trong 5 ngày diễn ra vòng sơ khảo. Có những cái ca khúc các bạn mang đến là ca khúc bạn do chính mình sáng tác, cũng có những cái ca khúc là những ca khúc mà bây giờ đang rất được các bạn trẻ yêu thích. Ngoài ra thì tôi cũng nhận thấy là có một số bạn hát những ca khúc truyền thống hoặc những cái bài hát mà đã đi cùng năm tháng. Các thí sinh năm nay đều có sự chuẩn bị chỉn chu từ ngoại hình, trang phục đến các ca khúc đem tới dự thi. Chính điều này cũng gây khó khăn cho ban giám khảo trong công tác lựa chọn các thí sinh bước tiếp vào vòng trong. Đầu tiên thì đây là Tiếng Hát Hà Nội. Thì với tiêu chí của chúng tôi là lựa chọn các ca sĩ trẻ có giọng hát tốt. Và bên cạnh đó thì những cái hỗ trợ các bạn để có một tiết mục hay nhất có thể, như hình thức, như bản phối khí, như trình diễn sân khấu. Thì những cái đó là những cái mà giúp cho các bạn được trưởng thành hơn, giúp cho các bạn tạo ra những cái tác phẩm của các bạn trình diễn tốt nhất có thể. Tuy nhiên, bên cạnh những giọng ca có phần thể hiện ấn tượng với ban giám khảo, cũng có nhiều thí sinh có phần thể hiện chưa bộc lộ rõ ràng về cá tính của bản thân. Tối nay, 120 cái tên xuất sắc nhất đã được ban giám khảo công bố vào vòng sơ khảo 2 của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 trên toàn bộ các kênh truyền thông chính thức của cuộc thi. Các thí sinh có thể truy cập vào trang web hanoionline.vn, app Hà Nội On và fanpage chính thức của cuộc thi là Tiếng Hát Hà Nội để biết thêm thông tin chi tiết.